Đây là Tây Tạng những năm 1930, một vùng đất biệt lập tuyệt đẹp thuộc phía đông bắc của dãy Himalaya, được bao quanh bởi đế chế Anh và Trung Quốc. Nơi đây gần như vẫn chưa bị ảnh hưởng của thế giới bên ngoài. Những thước phim màu quý giá này được quay bởi những Hoa kiều người Anh và người Tây Tạng, những người đã sống qua thời kỳ này, được lưu giữ tại Viện Điện ảnh Anh Quốc. Những thước phim này cho chúng ta cái nhìn khái quát về một thế giới gần như hoàn toàn biến mất. Đây là Lhasa, thủ đô của Tây Tạng vào đầu những năm 1940. Đây là cảnh tượng trên con phố mua sắm chính. Nó rất nổi tiếng, được biết đến với cái tên Bakor. Mặc dù được xây dựng vào thế kỷ thứ 20, nhưng trông nó vẫn như thời cổ xưa. Không mấy ngạc nhiên vì địa thế của Tây Tạng hầu như không thể tiếp cận, bởi vậy Tây Tạng vẫn duy trì được sự tách biệt vào thời điểm đó. Xã hội Tây Tạng vừa là một xã hội phong kiến, vừa là một xã hội tôn giáo. Phật giáo có ảnh hưởng sâu sắc trong việc hình thành văn hóa và truyền thống của Tây Tạng. Được cai trị bởi tầng lớp quý tộc và các nhà sư đạo Phật, vai trò của chính phủ là duy trì chính quyền tôn giáo. Cơ cấu của xã hội phong kiến ở Tây Tạng khiến cho phần lớn dân số sống trong cảnh nghèo đói. Bất cứ nỗ lực nào trong việc hiện đại hóa hoặc mời gọi đầu tư nước ngoài đều bị các thế lực bảo thủ và tôn giáo chống lại. Cuộc sống ở Lhasa bị thống trị bởi số lượng lớn các lễ hội, thu hút sự quan tâm của hầu hết dân số của thành phố này. Sáu mươi tám ngày trong năm được dành để tổ chức cho các lễ hội. Những lá cờ cầu nguyện của người Tây Tạng vẫn được treo ở những nơi linh thiêng. Mỗi lần gió thổi, những lời cầu nguyện được viết trên những lá cờ đó sẽ bay vào không gian. Màu sắc của chúng mang tính biểu tượng. Chúng tượng trưng cho nước, lửa, đất và không khí. Phật giáo đến Tây Tạng vào thế kỷ thứ 7, khoảng 1.000 năm sau khi nó có mặt tại miền Bắc Ấn Độ. Chú trọng vào việc phát triển đời sống tâm linh, tất cả các tín đồ Phật giáo tin rằng đường đến giác ngộ là thông qua thực hành và phát triển đạo đức, thiền định và trí tuệ. Vào thời điểm những thước phim này được thực hiện, các tu sĩ chiếm 20% đàn ông Tây Tạng. Mỗi gia đình dù giàu hay nghèo đều gửi con trai út của mình đến một tu viện như một nhiệm vụ linh thiêng mang tính tôn giáo. Bởi vì các nhà sư có địa vị cao trong xã hội, nên các gia đình nghèo phải từ bỏ con trai của họ trong một giới hạn nhất định. Họ sẽ được chu cấp tài chính cho cuộc sống. Những cậu bé này sẽ chỉ đến tu viện. Mặc dù về mặt lý thuyết, họ có thể từ bỏ việc trở thành tu sĩ, nhưng hầu hết đều mong muốn được ở lại tu cho đến hết đời. Đức Đạt Lai Lạt Ma, hiện tại là đời thứ 14, được tìm thấy khi ông vẫn còn là một đứa trẻ. Theo truyền thống của thế kỷ 17, Đức Đạt Lai Lạt Ma, hay còn được gọi là Đại Dương của Trí Tuệ, là nhà lãnh đạo về tôn giáo của Tây Tạng. Các Phật tử đều tin vào thuyết tái sinh và luân hồi. Nhưng đối với các Phật tử Tây Tạng, người đàn ông mà họ gọi là Đức Đạt Lai Lạt Ma thực sự là một con người rất đặc biệt. Một số người coi Ngài là một vị thần. Tất cả đều tin rằng Ngài là hiện thân của tất cả 13 Đức Đạt Lai Lạt Ma trước. Và Ngài chính là vị Bồ Tát Tử Bi, một đấng giác ngộ, được lựa chọn để tái sinh làm người. Vì thế Ngài có thể giúp đỡ mọi người trên thế giới này. Khi Đức Đạt Lai Lạt Ma 13 qua đời, Ngài đầu thai vào một đứa trẻ 3 tuổi, có tên là Tenzin Gyatso, được tìm thấy tại một tỉnh xa xôi phía đông bắc cách thủ đô Ando 600 dặm. Trong khi các nước phương Tây đang xảy ra chiến tranh, gia đình Ngài đã có cuộc hành trình dài đến thủ đô Lhasa. Tháng 10 năm 1940, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã tới thủ đô Lhasa. Tại thời điểm đó, Ngài mới lên 5 tuổi. Ngài đi cùng cha mẹ và hai người anh trai của mình là Lobsang Satem và Gyalo Thamdup. Cha, tôi nghĩ đó là cha tôi. Đúng là cha tôi rồi. Và cả mẹ tôi nữa. Đây là anh trai tôi.
Tôi thường hay bắt nạt anh ấy. Mẹ tôi rất dịu dàng. Hầu như tôi chưa bao giờ thấy bà nổi giận. Chưa bao giờ. Rất dịu dàng. Bà luôn tươi cười. Một người giàu có. Một phụ nữ rất giàu có. Nhưng bà là một nông dân, không được ăn học đàng hoàng. Ban đầu bà là một người mù chữ, nhưng sau đó bằng nỗ lực của mình, bà có thể đọc một số sách. Phải rồi, cha tôi để râu ở cằm. Ông rất thích tỉa râu gọn gàng. Không phải như thế này. Tất nhiên là ngày qua ngày, gia đình chúng tôi ăn thịt và xương. Cha tôi dùng một thứ, nó gọi là gì nhỉ? Phần tủy. Ông thường bôi nó lên râu của mình thế này. Mặc dù Đức Đạt Lai Lạt Ma trẻ được tôn sùng như một vị thần, nhưng Ngài sẽ không đảm nhiệm vai trò lãnh đạo của mình cho đến khi Ngài tròn 18 tuổi. Ngài sẽ phải theo học tại tu viện nhiều năm. Phật giáo bao gồm việc tu luyện và chuyển hóa tâm thức nhằm đạt đến sự hiểu biết đầy đủ về bản chất thực sự của sự sống, tìm ra con đường đi tới hạnh phúc, và cuối cùng là đạt được sự giác ngộ về tinh thần. Các Phật tử tin rằng chỉ bằng cách rũ bỏ tất cả ham muốn trần tục và chấp nhận cuộc sống trần gian như một cõi tạm thì mới có thể thoát khỏi khổ đau và tìm thấy hạnh phúc thực sự. Tất cả thay đổi đi đến kết thúc. Đừng cố gắng kéo dài mọi thứ. Ngoài ra, con người nên hiểu rằng tất cả mọi hành động nghiệp chướng của họ đều nhận được sự báo ứng tốt hoặc xấu. Nếu bạn làm việc tốt, bạn sẽ nhận được sự báo ứng tốt và đạt được sự giác ngộ cho mình. Hơn thế nữa, hãy làm những điều tốt đẹp cho mọi người, bạn sẽ đạt được sự hạnh phúc thực sự. Các sự kiện trong cuộc đời Đức Phật và các giáo lý của Ngài được tổ chức thông qua các nghi lễ chi phối cuộc sống của người Tây Tạng. Lễ hội Holam Chenmo, hay còn gọi là lễ hội cầu nguyện vĩ đại, là một chuỗi các sự kiện để tưởng nhớ ngày đầu tiên Đức Phật thuyết giảng giáo pháp. Lễ hội bắt đầu khi các tăng sĩ tiếp quản việc cai trị thủ đô Lhasa từ chính phủ. Các giám tăng tu viện Repung đến mang theo những cây trượng bằng bạc để tuyên bố rằng ca sát hay quốc hội đã trao quyền lực cho họ. Những người tham dự trang trọng ném những cây roi của quan tòa thành phố xuống đất và cúi mình trước các giám tăng để chính thức công nhận sự chuyển giao quyền lực này. Các giám tăng được hộ tống bởi các đô đốc, hay còn gọi là các cảnh sát thuộc tu viện. Các sư sãi cao to, mang những cây gậy và roi dài. Mặc trên người những chiếc áo choàng có lót đệm, công việc của họ là dọa dẫm và điều khiển đám đông 20.000 tăng sĩ, những người đang kéo đến thành phố để tham dự lễ hội. Vào tháng tới, các giám tăng có thể sẽ xử phạt công khai đối với việc để nhà bẩn, sử dụng chuông trong ngựa hay la, phụ nữ không đội mũ, đi những đôi giày nước ngoài hoặc bất cứ hành vi gây mất trật tự nào. Tiền và đồ ăn được phát cho mọi người. Trong khi sự kiện này hầu hết được chính phủ tài trợ, thành phố Lhasa cũng nhận được những nguồn đóng góp của nước Anh và Trung Quốc. Tại thời điểm này, Trung Quốc sẵn sàng ủng hộ cho các sự kiện tôn giáo. Chính phủ Tây Tạng bị chi phối bởi một nhóm các gia đình quý tộc.
có khoảng 200 gia đình làm nhiệm vụ quản lý xã hội và mỗi gia đình phải đóng góp một người con trai cho chính phủ để đào tạo thành một quan chức. Trong tầng lớp quý tộc, có 30 gia đình có địa vị cao hơn. Namgyal đến từ một trong số những gia đình đó, gia đình Sarong. Đó là nhà tôi, nơi tôi sinh ra. Nhà Sarong. Đó là dì Kukula. Và đây là mẹ tôi. Trông họ rất giống như những người mẫu thực sự. Thật lạ khi thấy họ đang làm mẫu, bởi vì chúng tôi chưa bao giờ nghe nói đến điều này ở Tây Tạng, hoặc chưa có ai làm việc này. Điều đó rất là lạ. Chắc là dì Kukula phải chuẩn bị rất kỹ cho việc này. Tôi không biết ai đã chụp những bức ảnh này, nhưng nó rất đẹp. Tôi nghĩ họ có một cô giáo người Anh, và chắc chắn cô ấy đã dạy mẹ tôi đi thế nào, bởi vì tôi không thể tưởng tượng nổi mẹ tôi lại biểu diễn thời trang. Họ đang mặc trang phục nghi lễ của Lhasa. Phải nói rằng dì Kukula của tôi thực sự rất xinh đẹp. Hãy nhìn này. Đây là khu vườn của chúng tôi. Đây là một trong những khu vườn ở Lhasa, bởi vì chính ông tôi chăm sóc chúng. Ông cũng khuyến khích thành viên trong gia đình tới làm vườn. Chúng tôi, mỗi đứa trẻ đều trồng một cây. Chúng tôi phải tưới nước và bón phân cho cây. Chúng tôi chỉ được phép hái quả trên cây mà không được hái ở cây khác. Vì thế, chúng tôi trồng dâu tây, mâm xôi, lê và mọi loại khác. Đây là cảnh. Họ chung một người cha Sarong, nhưng họ có ba người mẹ khác nhau. Họ là ba chị em gái của gia đình Sarong. Gia đình này rất phổ biến ở Tây Tạng. Đàn ông có thể lấy nhiều vợ, thậm chí phụ nữ cũng có thể lấy nhiều chồng. Đó là lý do để giúp gia đình thịnh vượng và giàu có. Kết hôn với những người ở các dân tộc và tôn giáo khác nhau. Các anh em trai cưới nhiều vợ. Điều này chắc chắn sẽ gây rắc rối. Họ thực chất, vì thế họ thường cho các anh chị em trai lấy chung một vợ hay các cô con gái cưới nhiều chồng. Điều này rất phổ biến. Ly dị có thể xảy ra. Trước khi kết hôn, có một hợp đồng hôn nhân. Sau khi ly dị, người vợ sẽ được chăm sóc tốt khi cô ấy rời khỏi gia đình nhà chồng. Nếu có con trai thì con trai ở với cha, con gái ở với mẹ. Vì thế không có tranh chấp quyền nuôi con. Con gái sẽ theo mẹ, con trai theo cha. Họ cũng có thể tái hôn. Chúng tôi không quan tâm tới việc người đó đã ly hôn hoặc quá phụ. Thực tế, họ được khuyến khích tái hôn nếu họ còn trẻ. Cơ cấu xã hội phong kiến Tây Tạng khiến cho phần lớn dân số sống trong cảnh nghèo đói. Các gia đình bình thường chủ yếu sống phụ thuộc vào các địa chủ. Họ làm thuê cho các địa chủ này và mỗi gia đình lại được phân công một công việc riêng. Gia đình của Phút Song Sering làm thợ may cho một gia đình quý tộc ở Lhasa. Tôi sinh ra trong một gia đình thợ may. Cha mẹ tôi đều là thợ may và họ đã dạy tôi nghề này. Đây là trang phục của các phụ nữ quý tộc. Về thiết kế và kiểu dáng, những bộ trang phục này được tầng lớp quý tộc mặc, nhưng thực ra chúng giống như những trang phục mà các phụ nữ bình thường hay mặc. Có trang phục mùa đông và mùa hè. Những bộ quần áo này dành cho mùa đông. Đây chắc chắn là những bộ trang phục dành cho mùa đông. Bạn có thể nhận biết trang phục này nhờ vào độ dài của tay áo. Chúng tôi đã làm tất cả những bộ trang phục này bằng tay. Ở thời điểm đó ở Tây Tạng chưa có máy khâu. Với một thợ may như tôi sẽ mất khoảng 2 ngày. Đúng vậy. Tôi có thể hoàn thành một bộ trang phục như thế trong khoảng 2 ngày. Đây là trang phục của nội các Tây Tạng, Kassa. Chúng tương đối dễ may. Tất cả các trang phục của giới quý tộc đều được làm bằng thổ cẩm. Nhưng loại thổ cẩm, màu sắc, độ bóng, hoa văn và chất lượng sẽ phụ thuộc vào thứ bậc của họ. Trang phục của công chức chính phủ có thiết kế và kiểu dáng phụ thuộc hoàn toàn vào vị trí và thân phận của họ.
Shehu Lobsang Dasere là một công chức nhà nước bậc thấp vào đầu những năm 1950. Các công chức có thứ bậc càng cao thì trang phục họ mặc càng nhiều, trong khi những công chức có thứ bậc thấp hơn thì lại có ít quần áo hơn. Một trong những trang phục truyền thống cổ xưa nhất được mặc trong các dịp quan trọng là Gyalu. Và tôi đã tự may trang phục này. Tôi là một trong những công chức có cấp bậc thấp nhất và chúng tôi đều mặc trang phục Gyalu. Mọi người đều mặc cùng một màu. Nhưng ngày thường chúng tôi mặc trang phục dân tộc Nam Bu. Những bộ quần áo được làm bằng len, màu nâu hoặc đen. Một nét đặc trưng của trang phục này là chiếc mũ màu vàng. Mọi công chức ở các cấp bậc khác nhau đều phải đội nó. Mọi người đều phải nuôi tóc dài. Một số người để tóc đến tận thắt lưng, một số thì ngắn hơn một chút. Chúng tôi để tóc dài tự nhiên và không bao giờ cắt. Vào thời đó chúng tôi thường để tóc dài tới đây. Tóc của tôi rất dày và dài. Những búi tóc này được làm rất tỉ mỉ và công phu. Họ mất hàng năm trời để tạo được kiểu tóc đó. Khi họ quen với kiểu tóc của mình, họ sẽ tự làm nó. Nếu họ đang vội, họ sẽ phải nhờ người giúp, đặc biệt là các bím tóc tết. Vì thế, họ sẽ dạy vợ mình cách tết để có thể giúp họ lúc cần. Hoặc bạn có thể thuê một chuyên gia làm tóc. Những người rất giỏi tết tóc, họ sẽ tết rất nhanh và đẹp. Hầu hết đàn ông và phụ nữ đều để tóc dài. Tất nhiên các nhà sư thì không, họ phải cạo trọc đầu. Mọi người đều để tóc dài. Tầng lớp quan lại ở Lhasa sẽ được lãnh đạo về mặt tinh thần bởi Đức Đạt Lai Lạt Ma 5 tuổi. Trước khi chính thức đăng quang, Ngài ở trong cung điện mùa hè Nobukinka. Lúc đầu gia đình Ngài cũng được phép ở lại đó trước khi bắt đầu cuộc sống mới của mình. Tất nhiên lúc đó cha mẹ và anh trai tôi cũng được ở đó cùng với tôi. Sau đó mỗi ngày cha mẹ tôi đều tới thăm tôi. Tôi cũng thường về nhà thăm họ. Tôi thích ăn đồ ăn của làng tôi. Trong khi những người hành hương đến từ khắp mọi nơi trên Tây Tạng, các quan chức nước ngoài cũng bày tỏ sự tôn kính với vị thần vương này. Một quan chức chính trị người Anh ở cạnh Skim đã mang theo một máy quay phim, cố gắng ghi lại những thước phim đầu tiên về Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ông Basil Gould cũng tới đây với một chiếc khăn cầu nguyện màu trắng và mang theo một món đồ chơi ô tô, đồ chơi đắt tiền cho đức vua bé nhỏ. Nhưng địa vị của Đức Đạt Lai Lạt Ma khiến Ngài khác biệt hẳn so với những đứa trẻ khác, và chỉ có anh trai Lobsang của Ngài mới được phép lái thử chiếc xe. Đây là anh trai tôi. Mọi người lo sợ tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu lái xe ô tô này. Vì thế anh trai tôi được lái thử trước. Đôi khi tôi cảm thấy hơi ghen tị với anh ấy. Tôi phân vân liệu người ngồi trong xe kia có phải là chồng tôi không? Đúng là ông ấy rồi. Namgyal kết hôn với anh trai của Đức Đạt Lai Lạt Ma vào năm 1962. Đây là chồng tôi Lobsang. Ông ấy đang cưỡi ngựa. Tôi đã thấy ông ấy. Lobsang trông rất nghiêm túc. Tôi không thể tin rằng ông ấy lại nghiêm túc đến như vậy. Đây là một hình ảnh rất quý giá của cha Lobsang, cùng với mẹ của ông ấy đang đi trước. Điều tuyệt vời nhất về mẹ chồng của tôi mà tôi thực sự ngưỡng mộ chính là sự giản dị của bà. Bà thực sự là một người phụ nữ tuyệt vời, nhưng rất giản dị. Bà sinh ra ở một ngôi làng nhỏ, nhưng bà luôn cư xử rất tốt với mọi người. Nếu có ai đó tới nhà bà và xin bà điều gì đó, bà sẽ cho những người này đồ ăn, bất kể họ là ai. Bà thực sự rất tốt với mọi người, một phụ nữ tuyệt vời. Ngày Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đăng quang tại cung điện Potala được tính toán dựa trên thuật chiêm tinh.
Khoảng cách từ cung điện Nobukinka tới cung điện Potala chỉ vài km. Trong suốt cuộc hành trình ngắn của mình, Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ được hộ tống bởi đoàn tùy tùng gồm giới quý tộc và dân thường. Cung điện Potala cao 13 tầng, được xây dựng vào thế kỷ thứ 7. Nó dài khoảng 400 mét với hơn 1.000 căn phòng. Đó là nơi trú ẩn vào mùa đông của Đức Đạt Lai Lạt Ma, một trung tâm của tôn giáo, cũng như trụ sở của chính phủ Tây Tạng. Tenzin Gyatso lên ngôi Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 vào ngày 22 tháng 2 năm 1940. Một cuộc sống nghiêm khắc và những bài học nghiêm túc bắt đầu được áp dụng cho vị lãnh đạo 5 tuổi và anh trai ông Lobsang. Tôi nghĩ đối với ông ấy, từ một đứa trẻ bình thường, rồi bỗng nhiên trở thành một nhà sư, và cuối cùng trở thành Đức Lạt Lai tôn kính của nhân dân, rời bỏ bố mẹ, tới sống tại cung điện Potala, dưới những nhà sư lớn tuổi và rất nghiêm khắc. Ông thường nói với tôi rằng, điều này hoàn toàn không dễ chịu chút nào. Anh trai tôi sống cùng với tôi, anh ấy luôn được chơi. Thỉnh thoảng tôi bắt nạt anh ấy, mặc dù anh ấy lớn tuổi hơn tôi. Ông ấy thường kể về người em trai bướng bỉnh và nghịch ngợm của mình. Khi ông ấy nghịch ngợm, các gia sư thường dọa Lobsang. Đức Đạt Lai thường nghĩ ra nhiều trò chơi như đuổi nhau và cho chim ăn. Đó là niềm vui lớn nhất của ông. Chỉ có hai đứa trẻ và những người hầu lớn tuổi, những căn phòng tối khổng lồ trong cung điện. Điều này thật là đáng sợ với họ. Sinh ra từ làng quê với nhiều hoạt động tự do, rồi sau đó bỗng nhiên phải sống trên đó, thật là đáng sợ đối với ông ấy. Mỗi tháng một lần, mẹ tôi tới thăm tôi. Khi mẹ tới, tôi rất vui. Khi mẹ đi, tôi cảm thấy hơi buồn và không được thoải mái. Trong khi Đức Đạt Lai Lạt Ma nhỏ học, một tăng sĩ nhất chính nhận vai trò lãnh đạo Tây Tạng cho đến khi Đức Đạt Lai đủ tuổi lãnh đạo. Tăng sĩ nhất chính Retin cùng với vệ sĩ của ông giám sát mọi quyền lực. Nhưng chế độ của ông được cho là tham nhũng. Ông bị lật đổ và sau đó bị bỏ tù sau một cuộc đảo chính. Ông đã qua đời trong tù. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã phải chờ đợi để nắm quyền lực chính trị hoàn toàn, nhưng với tư cách là một vị lãnh đạo đất nước, ngài chỉ là một con bù nhìn. Một trong những nhiệm vụ chính của vị lãnh đạo 5 tuổi là tham dự các cuộc họp nội các. Công việc thường ngày hà khắc của ngài chỉ thay đổi trong các lễ hội quan trọng. Lễ hội tạ ơn diễn ra tại sân phía đông của cung điện Potala. Đó là một lễ hội trang trọng. Ở đó tất cả các tội lỗi và những điều xấu từ năm trước đều được gột rửa để chào đón những điều tốt đẹp sắp tới. Các lạt ma đội mũ vàng đến từ tu viện Nam Giang tham gia vào chính phủ, cúi rạp người trước Đức Đạt Lai của mình. Từ trên đỉnh của cung điện là Đức Đạt Lai Lạt Ma tôn kính. Sự kiện chính của lễ tạ ơn là điệu múa cham, một điệu múa của phái mật tông. Cùng với kèn và trống, các vũ công xuất hiện trên sân. Họ dành nhiều thời gian ngồi thiền. Coi họ chính là vị thần mà họ đang trình diễn. Usu Nawangtashi là một trong những vũ công, sau đó ông dạy mọi người điệu múa cham. Đây là các vũ công cham. Tôi đã múa điệu này. Điệu múa cham được biểu diễn vào ngày cuối cùng của năm ở Tây Tạng. Khi năm mới đến, nó được biểu diễn như một nghi lễ tốt lành để cầu cho năm sau có đủ mưa, không có bất hạnh xảy ra, mọi người được bảo vệ khỏi những thế lực xấu và hòa bình trên khắp thế giới. Đó là lý do chúng tôi múa điệu cham. Người đàn ông với chiếc sừng ở giữa này là nhân vật chính của điệu múa cham, Damchen Choyang.
Xung quanh anh ta là 22 vũ công đội mũ đen và 16 vũ công đeo mặt nạ. Dạy điệu múa hiêu rất khó, đặc biệt là đối với những cậu bé. Tôi cảm thấy rất khó khăn. Trông cậu ta giống như người lớn, nhưng thực ra cậu ta vẫn còn là một cậu bé. Cậu ta có thể chỉ khoảng 12, 13 hoặc 14 tuổi. Tôi nhớ là tôi đã rất lo lắng và sợ hãi sẽ mắc lỗi trong suốt buổi biểu diễn, bởi vì nếu bạn mắc bất cứ lỗi nào, bạn sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc. Thậm chí một sai sót nhỏ cũng sẽ bị trừng phạt. Chỉ có những cậu bé đủ nhanh nhẹn mới biểu diễn được điệu múa này. Giáo viên dạy múa cham huấn luyện cho bạn. Bởi vì việc luyện tập phải quỳ rất nhiều, bạn sẽ bị nhiều vết đứt và bầm trên đầu gối và cũng phải nhận nhiều sự trừng phạt. Chỉ bằng cách trải qua việc đào tạo nghiêm khắc như vậy, bạn mới đạt được sự hoàn hảo. Khi chúng tôi bắt đầu luyện tập và học cách múa điệu mũ đen, sự chuyển động tay và chân lặp đi lặp lại khiến bạn mỏi nhừ. Mỏi đến nỗi, nó khiến bạn cảm thấy khó chịu khi ngồi bắt chéo chân để cầu nguyện. Trang phục cũng rất nặng và rất khó mặc. Nhưng nếu bạn không mặc chúng, trông bạn sẽ rất nhỏ bé. Bạn sẽ không nhìn thấy gì, vì thế sẽ có miếng đệm ở giày giúp bạn cao lên. Bạn sẽ cảm thấy rất ngột ngạt khi phải đeo mặt nạ. Buổi biểu diễn kéo dài tới 3 tiếng đồng hồ. Vào cuối buổi lễ, một nghi thức tẩy uế bằng lửa được thực hiện để đảm bảo rằng những dấu vết cuối cùng của cái xấu sẽ bị xua tan. Bây giờ bạn có thể thấy họ đang đốt lửa trong một cái vạc dầu. Sau đó, họ sẽ cho thêm rượu hoặc cồn. Trong nghi lễ này, họ sẽ cho một chiếc sọ người tẩm rượu vào chảo dầu đang sôi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô.